À, vừa rồi thì Bộ Giáo dục vừa mới ra cái quyết định về việc ban hành thể lệ cái cuộc thi là xây dựng thiết bị dạy học số. Và nhiều thầy cô thì đang thắc mắc là không biết là nội dung công văn đó như thế nào, mong thầy Phương giúp làm rõ nội dung của cuộc thi thiết bị dạy học số. Và hôm nay thầy Phương xin được sâu và trình bày với mọi người cái quyết định này của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhé. Chúng ta cùng nhau theo dõi. Đây chính là cái công văn quyết định ban hành thể lệ cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ nhất năm 2022. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào các cái nghị định, nghị quyết, chỉ thị, quyết định các kiểu. Thì theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở Vật chất thì quyết định là sẽ ban hành kèm theo quyết định này là thể lệ cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ nhất năm 22. Đấy, người ký là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường. Thì nội dung của cái thể lệ cuộc thi này như sau. Quy định chung thì một là mục đích là nhằm khơi dậy ý thức chủ động sáng tạo, xây dựng thiết bị dạy học số nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Thứ hai là phát triển kho học liệu số và thiết bị dạy học số có chất lượng. Các thiết bị dạy học số sẽ được chia sẻ và sử dụng rộng rãi trong các cơ sở giáo dục. Đấy, bổ sung các nguồn tư liệu dạy học, thiết bị dạy học có chất lượng đã được kiểm duyệt để sử dụng trong công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là những nơi chưa có điều kiện mua sắm đầy đủ trang thiết bị dạy học, hỗ trợ các đơn vị trong việc chuẩn bị thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thứ tư là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục theo đúng mục tiêu chương trình chuyển đổi số quốc gia. Thứ hai là điều hai là về phạm vi đối tượng và hình thức dự thi, thì phạm vi cuộc thi sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Và đối tượng dự thi thì các cá nhân hoặc là nhóm cá nhân đang cư trú tại Việt Nam mà quan tâm đến thì đều có thể là nộp sản phẩm của cuộc thi. Sau đây gọi chung là tác giả. Các cá nhân mà chưa đủ có cái điều kiện là 18 tuổi tham dự cuộc thi thì phải được sự đồng ý của người giám hộ. B là thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức, thư ký giúp việc tổ chức hội đồng đánh giá thì không được phép dự thi. Thứ ba là hình thức dự thi. Thì các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc là nhóm tác giả. Một nhóm tác giả thì không được quá ba thành viên. Vậy thì chúng ta có thể làm những cái sản phẩm gì để có thể tham gia vào cuộc thi này? Thì thầy Phương xin mời các thầy cô theo dõi ở video tiếp theo nhé. Và nếu mọi người chưa đăng ký kênh hãy bấm đăng ký kênh, hãy chia sẻ video này để cho nhiều thầy cô giáo có thể biết và tham dự cùng với chúng ta nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.